Mình chào các bạn, đây là con gà lớn của mình, ngày càng coi không. Và đây là con trai nhỏ của mình. Mới sốt 2 ngày xong, đã khỏi sốt chưa? Ừ. Đã hết sốt chưa? Mà ăn ngon miệng ừ, bạn ấy thế. đang ăn mặn ngon miệng không? Ủa thấy người chị hai bạn ấy nóng nóng, chắc phải kiểm tra nhiệt độ thôi. Đổ mồ hôi rồi Tức còn là chích thôi. chích làm gì mà được, nhà có ống tiêm đâu. Chỉ có ống tiêm tiêm vào Ừ. mồm thôi. Anh nhỏ đang làm gì đấy? Ngon không Miên? Không ngon thì đưa đây. Đây, không ngon thì đưa đây. Nhỏ đang ăn quả mận rất chi là ngon lành các bạn ạ. Sáng Ngon giờ thì còn là chưa chị. ăn cháo luôn đó. Lớn này không ăn cháo nữa đâu, nên ăn cơm. Cháo Nhưng cháo hả? Nhưng ăn quả táo hả? Quả này không phải quả táo, quả này là quả mận. Nhưng nhìn lại xem quả đấy quả gì? Táo cháu. Quả táo hay quả mận? Táo cháu. Không, quả táo là quả mận. Ở ngoài Bắc gọi này là quả roi. Hả, quả roi không? Đúng rồi, người ta hỏi là có ăn roi không? Nhưng ở trong miền Nam gọi quả này là quả mận. Tôi xin lời bác sĩ. Quả mận ở ngoài Bắc thì trong này gọi là mận mận Bắc. Quả này quả mận hay quả táo vậy Nhiên? Táo táo. Không phải quả táo đâu, quả này là quả mận đấy. Việt Nam à? Việt Nam à? Không được làm như vậy. Táo đâu? Cái gì đấy? Táo đây, ngã nước, ngã nước. Ngã ở đâu đấy? À, hóa ra chúng ta có một chiếc phi. Bạn em mới đi mê đánh vào mặt bố xong, trời ơi, đau quá. Và đó quả mặt mà sao thanh niên này cứ cãi là quả táo rồi nhỉ? Đúng rồi nhỉ. Thanh niên này 3 tuổi mà sao nhận biết còn kém thế nhỉ? Ok, tuột pin rồi kìa. Em mở đúng không? Món này mà mua 120.000 đấy, lúc nhà bán đồ chơi mà đi mua đồ chơi này các bạn. Sao phải đi mua món này 120.000 này. Ủa, thanh niên sắp ăn hết của mình này. Nhiên, không được đánh chị. Này, ai cho đánh? Ủa, thanh niên này mới sốt 2 ngày xong. Mà đã hỏi số rồi, mình lắm. Ủa, hết sốt rồi, mừng quá đi thôi. Hết rồi. Hết rồi. Hết đâu mà hết. Anh nhìn thấy